xe cảnh sát fucking vượt đèn đỏ. Dọc vào freeway 22 về hướng Tây, ngược ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ bên ngoài là 67 độ F bằng 19 độ C.
Thank you for watching. This video has been edited by iMovie Lord. Lam Tram. Thank you for watching, and don't forget to subscribe.